chào đón showroom thời trang Patio 8991 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Từ ngày 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020, nhân dịp khai trương showroom thời trang mới tại địa chỉ 8991 Trần Duy Hưng, thương hiệu thời trang cao cấp Patio xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi cực lớn với nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Hàng ngàn sản phẩm thời trang thiết kế cao cấp đang được áp dụng mức giá cực sốc, khuyến mại lên tới 50%, tặng ngay một set đồ bơi cao cấp với hóa đơn từ 2,5 triệu đồng, ưu đãi 50% toàn bộ sản phẩm đồ nam với hóa đơn từ 1,5 triệu đồng. Đặc biệt, quý khách hàng tham gia mua sắm tại showroom thời trang Patio 8991 Trần Duy Hưng từ ngày 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020 sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn lên đến 30 triệu đồng. Một giải nhất gồm một chỉ vàng 4 số 9 và voucher tương đương giá trị tiền mặt 3 triệu đồng. Hai giải nhì mỗi giải gồm một voucher tương đương giá trị tiền mặt 3 triệu đồng. Ba giải ba mỗi giải gồm một voucher tương đương giá trị tiền mặt 2 triệu đồng. 10 giải khuyến khích mỗi giải gồm một voucher tương đương giá trị tiền mặt 1 triệu đồng. Ngoài ra, trong tuần lễ khai trương showroom thời trang cao cấp Patio 8991 Trần Duy Hưng, Hà Nội, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, khách hàng tham gia mua sắm tại showroom với hóa đơn mua hàng từ 1 triệu đồng sẽ được tham gia ngay chương trình vòng quay may mắn, cơ hội nhận được hàng ngàn phần quà giá trị từ thương hiệu như set đồ bơi gợi cảm cho mùa hè rực rỡ, áo bra cao cấp nâng đỡ hoàn hảo, khăn lụa thời thượng, voucher trị giá tiền mặt 500.000 đồng và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Thương hiệu thời trang cao cấp Patio xin trân trọng đón tiếp quý khách hàng. Tưng bừng khai trương chào đón showroom thời trang Patio 8991 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Từ ngày 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020, nhân dịp khai trương showroom thời trang mới tại địa chỉ 8991 Trần Duy Hưng, thương hiệu thời trang cao cấp Patio xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi cực lớn với nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Hàng ngàn sản phẩm thời trang thiết kế cao cấp đang được áp dụng mức giá cực sốc, khuyến mại lên tới 50%, tặng ngay một set đồ bơi cao cấp với hóa đơn từ 2,5 triệu đồng, ưu đãi 50% toàn bộ sản phẩm đồ nam với hóa đơn từ 1,5 triệu đồng. Đặc biệt, quý khách hàng tham gia mua sắm tại showroom thời trang Patio 8991 Trần Duy Hưng từ ngày 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020 sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn lên đến 30 triệu đồng. Một giải nhất gồm một chỉ vàng 4 số 9 và voucher tương đương giá trị tiền mặt 3 triệu đồng. Hai giải nhì mỗi giải gồm một voucher tương đương giá trị tiền mặt 3 triệu đồng. Ba giải ba mỗi giải gồm một voucher tương đương giá trị tiền mặt 2 triệu đồng. 10 giải khuyến khích mỗi giải gồm một voucher tương đương giá trị tiền mặt 1 triệu đồng. Ngoài ra, trong tuần lễ khai trương showroom thời trang cao cấp Patio 8991 Trần Duy Hưng, Hà Nội, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, khách hàng tham gia mua sắm tại showroom với hóa đơn mua hàng từ 1 triệu đồng sẽ được tham gia ngay chương trình vòng quay may mắn, cơ hội nhận được hàng ngàn phần quà giá trị từ thương hiệu như set đồ bơi gợi cảm cho mùa hè rực rỡ, áo bra cao cấp nâng đỡ hoàn hảo, khăn lụa thời thượng, voucher trị giá tiền mặt 500.000 đồng và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Thương hiệu thời trang cao cấp Patio xin trân trọng đón tiếp quý khách hàng. Showroom thời trang Patio 8991 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Từ ngày 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020, nhân dịp khai trương showroom thời trang mới tại địa chỉ 8991 Trần Duy Hưng, thương hiệu thời trang cao cấp Patio xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi cực lớn với nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Hàng ngàn sản phẩm thời trang thiết kế cao cấp đang được áp dụng mức giá cực sốc, khuyến mại lên tới 50%, tặng ngay một set đồ bơi cao cấp với hóa đơn từ 2,5 triệu đồng, ưu đãi 50% toàn bộ sản phẩm đồ nam với hóa đơn từ 1,5 triệu đồng. Đặc biệt, quý khách hàng tham gia mua sắm tại showroom thời trang Patio 8991 Trần Duy Hưng từ ngày 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020 sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn lên đến 30 triệu đồng. Một giải nhất gồm một chỉ vàng 4 số 9 và voucher tương đương giá trị tiền mặt 3 triệu đồng. Hai giải nhì mỗi giải gồm một voucher tương đương giá trị tiền mặt 3 triệu đồng. Ba giải ba mỗi giải gồm một voucher tương đương giá trị tiền mặt 2 triệu đồng. 10 giải khuyến khích mỗi giải gồm một voucher tương đương giá trị tiền mặt 1 triệu đồng. Ngoài ra, trong tuần lễ khai trương showroom thời trang cao cấp Patio 8991 Trần Duy Hưng, Hà Nội, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, khách hàng tham gia mua sắm tại showroom với hóa đơn mua hàng từ 1 triệu đồng sẽ được
tham gia ngay chương trình vòng quay may mắn. Cơ hội nhận được hàng ngàn phần quà giá trị từ thương hiệu như sắt đầu bay gợi cảm cho mùa hè rực rỡ, áo bra cao cấp nâng đỡ hoàn hảo, khăn lụa thời thượng, voucher trị giá tiền mặt 500.000 đồng và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Thương hiệu thời trang cao cấp Pantio xin trân trọng đón tiếp quý khách hàng.